phục cái này nha. Nào. Không được thở. Trời ơi. Bàn là hơi nước DU không dây. Rồi, bóc ra nha. Bóc ra. Rồi, tuyệt vời. Cái bàn này nó khác vậy trời. Rồi. Rồi, thiếu bộ hành à. Đây. Cái dây sạc kìa. Thiếu bộ hành đầy đủ này. À. Cốc này. Rồi. Đế sạc này. Bàn là wow, tuyệt vời. Đấy. Chuẩn chưa? Ờ. Chuẩn xịn. Cái bàn là gì mà to quá bố? Bàn là hơi nước. Sạc không dây. Ủa? Rồi, sau khi sạc xong nhấc này lên. Đấy, đây là không dây nhé các bạn nhé. Đấy. Đó. Sạc đầy xong nó dùng cái này để sạc này. Đấy, rồi. Chuẩn xịn luôn. Hai 200W. D8038. Trời ơi. Korea brand. Đó. Ôi xa. Sản xuất tại Trung Quốc, à, tại Hàn Quốc luôn nhá. Chính xác Hàn Quốc luôn. Ok. Sạc để cắm vào đây. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Sang thằng rẻ.net.